Anh năm nay thì 42 tuổi rồi mà vợ anh ngày nào cũng bắt có nòng nọc để uống. Thế thì chết mất anh ạ. 42 tuổi rồi mà ngày nào cũng trả bài để xuất nòng nọc ra thì một thời gian nữa thôi anh còn không trả bài được nữa cơ. Anh bảo với chị nhá, bây giờ giảm cái tần suất xuống, một tuần chỉ 1-2 lần thôi, để mình còn giữ và dưỡng cơ thể nữa anh nhá.